Chào một buổi sáng, một ngày tốt. Cái bếp chai kỳ duyên của mình chúc mọi người an lành, hạnh phúc, thân tâm an lạc, trí tuệ sáng suốt. Nghiệp chướng tiêu trừ, dịch bệnh qua đi, A Di Đà Phật. Bữa nay, ngày hôm nay mình sẽ làm một cái món bánh ăn giả cho gia đình nha các bạn. Đây là bột mì. Đây là bột mì ngan. Ngày hôm nay mình nhồi cái bột mì ngan này, cái này trong đây là nửa ký nhưng mà mình làm khoảng 200, hơn 200 gram, 300. Đây là muối, mình sẽ cho một muỗng muối. Mình nhồi cái da bánh này thì mình sẽ làm với cái nhân mình xào đậu xanh với dừa đó, và 2 muỗng đường. Mình không có cho nhiều đường nha các bạn. Thì ở đây mình có sữa tươi. Sữa tươi có đường. Và một điều đặc biệt là ngày hôm nay mình sẽ muốn cho cái da bánh của mình nó có hương vị của cà phê, cho nên mình đã để một ít cà phê vô. Mình sẽ làm nước, bột, đường. Nhưng nếu nó có lỏng thì mình sẽ từ từ mình thêm bột. Mình chỉ làm bằng cách mình đổ chừng thôi chứ mình không có. Thì cái mùa bệnh dịch này, bị giãn cách xã hội, bị đóng cửa chợ búa thì không có việc gì ngoài việc mà mình làm những cái món ăn tại nhà đơn giản để cung cấp dinh dưỡng, cung cấp thêm vitamin cho gia đình mình. Thì thật ra thì ngày bình thường có dịch hay không có dịch thì có khi mình cũng thích làm những món ăn tại nhà hơn. Bởi vì gia đình mình ăn chay thì đi ra ngoài không có nhiều món ăn như người ăn mặn đâu các bạn. Cho nên cái cách mà mình ở tại nhà để mà mình làm bánh thì thường xuyên hơn. Với đồ ăn của mình đa số là mình làm tại nhà nhiều đó các bạn. Mọi người thấy mình đổ chừng nhưng mà nó cũng vừa không? Khi mà mình đổ chừng xong mình đổ vô thì mình thấy là nó rất là vừa. Thì các bạn cứ đổ chừng đi. Chứ mình làm ở đây quanh năm suốt tháng mình không có căng lượng gì hết á. Bột mình cũng đổ chừng, rồi đường, sữa gì mình cũng đổ chừng hết đó các bạn. Thì cái bột mình có, mình ngày hôm nay là có sữa tươi và cà phê. Nó hơi thơm hơn cà phê lắm. Không sợ. Đúng không? Nó thơm hơn cà phê lắm. Thì mình chỉ nhồi bột mình cho nó dẻo dẻo như vậy rồi xong rồi mình để khoảng 1 tiếng nửa tiếng sau mình ha làm bánh nha các bạn. Mình nhồi xong cho bột nó xốp lên. Thì cái cách mình nhồi thì bột nó xốp lên rồi xong bắt đầu mình để cho bột nghỉ ngơi. Thì bột sẽ nghỉ trong vòng khoảng 1 tiếng hay là nửa tiếng gì đó, tùy theo mình có rảnh cái thời gian thôi. Mình sẽ cho bột mình nó nghỉ. Cái gì vậy?
làm nhân đi, cái thuốc này bỏ rồi sao, ở làm da thì cái lát cái mình. Chào buổi sáng, một ngày mới của bé trai chị Duyên của mình nữa nha mọi người. Ngày hôm nay mình sẽ làm cái món bánh ngọt. Đây là nhân dừa với đậu xanh mình xào với đường vàng, cho nên nó vàng quá, nó hơi hơi đen một chút thôi, nhưng mà dừa với đậu xanh rất là ngon. Thì khâu này là cái khâu mình chuẩn bị nhân. Chỉ là đậu xanh với lại dừa và đường thôi. Rồi là bột mình đã nhồi từ hồi sớm rồi đó. Giờ cái này tới mình lo mình bắt đầu mình cán bánh rồi nha các bạn. Thì tùy theo cái thời gian thôi. Mình á thì mình nhồi rồi mình để đó, chừng nào mình rảnh thì mình cứ làm thôi à. Rồi các bạn muốn làm thì nửa tiếng, một tiếng tùy. Mỗi thời gian của mỗi người nó khác. Cho nên không nhất thiết là phải là chừng nào. Thì mình nhồi xong mình để đó, rồi cái xong thì chừng nào mình muốn cán bánh thì mình cứ cán vậy thôi. Bây giờ hôm nay là mình làm cái bánh này, là cái bánh có nhân rồi mình nướng nè, gọi là bánh nướng đi. Mình cũng không có nhồi theo kiểu bột gì hết, mà là mình nhồi bột bình thường là sữa đường, rồi cứ nhồi xong rồi để nhân đồ vô xong thì là cứ cán là nướng mình cứ gọi là bánh nướng đi. Thì có thể là cũng là nó cũng là một trong những loại bánh như bánh bía, bánh trung thu chay đồ gì đó các bạn. Thì mình ăn chay không có gì đặc biệt, thì mình chỉ làm là nhân đậu xanh với dừa thôi vậy đó. Cái phần đó còn lại là mình làm một nữa, mình chiên bánh mình sẽ để mè vô nè, mình gọi là chiên bánh tay yến. Mình sẽ nhồi mè vô nhiều và mình sẽ chiên bánh tay yến. Còn cái loại bánh nhân này thì mình sẽ nướng. Mình sẽ cho mè thật là nhiều đó mọi người. Thì cái bánh tay yến thì mình cũng lấy từ bằng bột đó đó. Rồi nhưng mà mình chiên lên. Còn cái loại này thì nhân này là mình sẽ nướng thôi. Nhân dừa với đậu xanh. Ở trong đây nhân dừa, đậu xanh và có đậu phộng nữa nha các bạn. Dừa, đậu xanh, đậu phộng. Thì mình ăn chay mà. Thì tất cả những cái loại nhân này là đồ chay hết. Mình không có làm bánh mặn được, cho nên nó là tất cả là nhân chay hết. Mình ép vô cái khuôn đó. Dụng cụ của mình không có gì đặc biệt ngoài cái chày tiêu, đâm tiêu này đó. Mình không có thợ bánh chuyên nghiệp nha mọi người, cho nên mình chỉ lấy cái chày đâm tiêu thôi. Chày đâm tiêu mình cũng cán bột được dạ, đúng không? Thấy không xã? Chính xác. Cũng cán ra được nè, không khó khăn gì cả, dễ lắm. Đặc biệt là ông xã của mình cũng khoái mấy cái món bánh mà mình làm thì nó tào lao vậy lắm, có khi mình không có gì gọi là tên của cái bánh đặc biệt hết, nhưng mà mình ăn chay mà, đúng không các bạn? Thì bây giờ mình cứ chế ra những cái món bánh nào mình muốn ăn thì mình cứ làm thôi vậy đó. Làm gì cho cái bánh nó dẻo nha. Ra được mẻ bánh nữa rồi nha các bạn. Mình muốn làm gì nè, đặng cho cái mình nướng cái bánh của nó có chỗ là nó xì hơi nha. Nó chín đều. Bếp trai kỳ duyên của mình thì là làm thôi, còn ông xã mình là người thưởng thức.
cơm xả tay của mình tào lao, khoái thưởng thức ba đồ tào lao mình làm lắm các bạn ơi. Mình nói chơi cho vui, cho nên mình cũng hay chế ra món này món nọ. Mình ăn chay mà, thì bây giờ đồ ăn chay nó không có phong phú như đồ ăn mặn, chỉ là mình sáng tạo này nọ thôi nha. Chứ người ta ăn mặn thì người ta có đủ đồ để thưởng thức hết, mình ăn chay thì mình chỉ sáng kiến để chế biến thôi. Vậy đó. Là cái mẻ bánh của mình ngày hôm nay có lẽ là 6 cái. Thì mình chuẩn bị cái bếp nha. Màu anh hết rồi. Mình sẽ để lửa nhỏ. Cái bếp của mình sẽ để lửa nhỏ và lửa thật là nhỏ để mình nướng bánh nha các bạn. Thì mình không có xài lò nướng, mình không có lò nướng thì mình sẽ nướng bằng lửa của bếp ga, nhưng mà xài lửa rất là thấp. Mình cho cái chảo nóng trước đi. Mình để đồ phộng nhiều cũng ngon cũng tốt. Mình tận dụng cho hết những cái hạt đậu phộng này cho nó ngon. Tại vì mình đậu chừng á, cái tô nhân của mình thì mình chỉ làm một phần thôi, còn một phần mình để đó thôi, thì mai mốt mình làm bánh khác nữa. Thì mình sẽ làm bánh bánh dứa đó các bạn. Hôm nào mình rảnh mình sẽ làm bánh dứa. Bánh dứa là từ bột nếp ra. Rồi. Nó là cái mẻ bánh cuối cùng của mình đó. Rồi cái bột mà mình làm bánh tay yến thì để ngày mai mình hãy chiên nha các bạn. Tại vì hôm nay mình làm bánh nướng này thì ngày mai mình hãy làm bánh tay yến. Chứ mình không có làm hết một bữa. Mình có thể để bột đó vào tủ lạnh. Rồi tủ mát thôi. Rồi ngày mai mình sẽ làm tiếp, không sao hết á. Bánh thì mình sẽ để vô bếp mình nướng nha, mình nướng trên cái chảo chống dính. Giờ mình sẽ để lửa nhỏ. Nhìn cũng dễ thương lắm phải không các bạn? Mặc dù là nó không có quá đẹp tuyệt vời gì đâu, nhưng mà nhìn nó rất là dễ thương. Tại vì thường á, bếp chay Kỳ Duyên của mình làm á, là theo cái nguyên vật liệu và
những thứ dụng cụ nhà đơn sơ mình có thôi, cho nên ai cũng có thể làm được hết trơn, không cần lò nướng, không cần có cầu kỳ gì hết á mọi người. Mình làm bánh giã chiến ở nhà đi, mình muốn ăn thì mình cứ làm vậy thôi, cho nên nó rất là đơn giản cho mọi người muốn làm. Mùi bánh thơm nực nồng. Đây là cái lò nướng giã chiến của mình nha các bạn. Mình thấy bánh ngon không? Mình trở về nha. Đó, nó dạt như vậy đó. Rất là tuyệt vời. Quá ngon luôn. Quá là cực kỳ ngon luôn. Rồi có thể mình sẽ để khoảng 10 phút, 15 phút nữa là mình sẽ lấy bánh ra được rồi đó các bạn. Rồi, mẻ bánh của mình nó đã thành công. Mình tắt bếp nha mọi người. Một mùi thơm đặc trưng của bánh nướng mình lắm. Rất là tuyệt vời. Rất là ngon. Đây là những cái bánh đã mới ra lò còn nóng hổi, vừa thổi vừa ăn. Mình sẽ cho ông xã mình thưởng thức đầu tiên, bởi vì ông xã mình là người chuyên thưởng thức. Đó, các bạn nhìn thấy không? Cái bánh mình rất là dễ thương, rất là ngon. Mình sẽ cắt ra để đãi nha. Mình sẽ chọn một cái. Giòn. Wow, quá ngon luôn. Rất là tuyệt vời. Mọi người, cái bánh mình nó ra như vậy đó các bạn. Mời các bạn cùng thưởng thức nha. Cùng với bếp trai Kỳ Duyên mình làm những cái bánh nướng đơn giản để dành cho. Cái này mình có thể để vào tủ lạnh mình ăn. Mỗi ngày mình ăn một cái, hai cái thôi. Ăn buổi trưa để uống nước. Thì mình nếu mình muốn để cho lâu thì mình để tủ đông. Nhưng mà mình làm ít thôi, mình để trong tủ mát. Mình ăn chừng 2 ngày, 3 ngày trở lại là hết. Bây giờ mình sẽ cho mỗi ngày là ăn hai cái đi. Thì mình sẽ ăn 3 ngày, 6 cái. Vậy đó. Rồi mời anh xã thưởng thức đi. Ăn đi anh. Nhận xét. Sao? Ngon. Vậy là ông xã của mình là một người chuyên thưởng thức đồ ăn của bé trai chị Duyên mình. Đặc biệt thơm ngon. Đặc biệt là ông xã rất là thích đồ ăn chay. Tất cả những món ăn chay của gia đình mình, ông xã mình đều rất là hài lòng. Rất là và luôn luôn là người thưởng thức đầu tiên. Rồi, được rồi. Như vậy thì mời mọi người cùng thưởng thức giùm xã mình nha. Cùng ăn những món ăn chay đặc biệt của gia đình mình, gia đình bếp chay Kỳ Duyên của mình hướng dẫn. Thì chỉ là bếp chay quê thôi, thì làm những cái món ăn quê rồi không có lò nướng, nhưng mình vẫn làm được những cái bánh nướng rất là tuyệt vời. Thì đây là những cái bánh mà kết quả của mình làm ra được thì rất là tuyệt. Tạm biệt mọi người nha, cùng cầu nguyện với Kỳ Duyên nha. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đệ Từ Đại Bi. Nguyện gia di đà Phật, hào quang soi rọi, cứu độ chúng sanh tai qua nạn khỏi, nghiệp chướng tiêu trừ, dịch bệnh qua đi. Chúng sanh nhân loại thiện lương, nhân ái cơm no áo ấm. A di đà Phật. Tạm biệt mọi người. Cho tôi.
Đó là các bạn là bánh ngọt của mình làm hai loại nè, một loại kia thì mình nướng không, còn một loại này mình nướng mình ấn đậu phộng. Giống như bánh bột đậu vậy đó các bạn. Cũng là bột đó, rồi mè, rồi đậu phộng nhiều hơn. Thì mình sẽ làm nhiều kiểu tùy theo ý thích của mình thôi. Thì cái dĩ bánh là cái dĩ bánh mà mình làm cho nó đa dạng phong phú thêm ở trong cái đợt mình làm bánh này, bánh nướng này đó các bạn. Tùy theo sở thích thôi. Bánh nướng của mình hoàn thành rồi đó các bạn. Như vậy thì mình ăn mình để tủ lạnh. Chừng nào mình có muốn ăn nữa thì mình lấy ra mình để mình ăn hoài, tủ mát thôi. Ăn 1 tuần 10 ngày cũng được, 2 tuần cũng được. Mà nó cứng quá thì mình lấy ra cái mình để vô trong cái chảo mình cho nó nóng lên rồi mình ăn. Thì cái bánh nó sẽ xốp mềm lại. Rồi như vậy là món bánh của mình đã xong hoàn tất rồi đó các bạn. Các bạn cùng làm với bếp trai kỳ duyên của mình nha. Chúc mọi người thành công và cũng làm ngon như vậy để cùng ăn trong những ngày mùa dịch mình không đi đâu. Tạm biệt các bạn. Nguyện cho hòa bình thế giới, chúng sanh an lạc, mọi người được thoát được dịch bệnh, chống qua mau trở lại cuộc sống bình thường nha. Nam mô Tây phương cực lạc thế giới, đệ tử Đại bi cứu độ khắp pháp giới. Chúng sanh A Di Đà Phật.